Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 25 tháng 5 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 277. Những đức thường nói câu này rất là nhiều lần. Cuộc đời mỗi người chúng ta đến thế gian này, nó thời gian của người mình cái ngắn ngủi lắm. Mình tính vào cái lúc còn nhỏ cho đến khi khoảng 20 tuổi. Rồi từ 20 tuổi chúng ta có khi có gia đình này kia được, rồi bỏ thời gian rất là nhiều, rồi lay quay rồi tới tuổi già. Mình nghĩ lại cái cuộc đời của người mình, cái khoảng thời gian để mà mình làm những việc tốt, những việc lợi ích, nó không được bao nhiêu. Rồi trừ ra cái thời gian mà ăn ngủ, đi chơi, tán ngẫu, có nghĩa là những thời gian phí phạm trừ ra, rồi từ khi còn nhỏ cho đến lớn, rồi tới tuổi già, rồi chờ ngày chết, thì mình tính ra cái thời gian của con người mình đi đến thế gian này nó không được bao nhiêu thời gian để mà mình tu nhân tích đức, để tạo ra một cái quả tốt về khi mình ra đi. Mình học Phật rồi mình mới nhận thức được điều này. Nên những đức cái thường nhắc mình, những gì mà mình có thể làm được tốt đẹp, lợi ích cho mọi người, mình cố gắng hưng khởi cái tâm và cảm thấy làm được thì rất là vui, vì chúng sanh được lợi ích. Còn mình không đủ duyên thì cũng thì thôi, không sao. Có duyên thì chân thật hết lòng. Nên những đức càng học Phật, những đức có được một cái tâm trạng là đối về cái việc mà danh lợi thế gian mình nghĩ sâu sắc. Đối với cái danh lợi thế gian mình nghĩ nó cũng thông suốt nhiều. Tại vì mình hiểu ra kỹ lưỡng thì đúng rõ ràng nó là giả tạm, cũng như phù du thôi, không có gì thật cả. Rồi những lời khen chê nó cũng là giả tạm quá. Bữa nay người ta khen mình, ngày mai người ta chê mình. Bữa nay người ta chê mình thì mai mốt người ta khen mình. Bây giờ mình làm bao nhiêu việc tốt cho người ta, nhưng mà chỉ cần mình chạm cái gì người ta mà không đúng cái thôi thì người ta quay mặt, quay lưng với mình. Thấy không? Chớ mặt quay lưng. Nên cái việc tốt ở thế gian này mình đủ duyên, mình cứ chân thật mình làm. Còn đối với cái việc mà người ta khen hay người ta chê, cái việc đó nó không có dính dáng tới cái việc của mình đang làm tốt này, thì con người tu mình mới thật sự nhận thức và hiểu được
cái giá trị của cuộc đời. Thí dụ như muốn người ta khen mình thì mình mới làm, người ta chê mình là mình không làm. Vì con người mình không hiểu được cái giá trị của cuộc đời khi mình có được thân, gặp được Phật Pháp. Lời Phật, lời Tổ dạy biết đủ thì thường vui. Chắc chắn 100% quý vị à. Thật sự biết đủ thì thường vui. Có người từ khi còn trẻ đừng có tập mình nó cứ tham chấp gom góp, đừng có tập tính đó. Mình tập cái tính mà nó buông ra thì càng về sau con người mình càng trí tuệ. Mà mình tập cái tính mà cái gì cũng là bo thu vào thì nó tới tuổi già phiền phức. Cận tư nghiệp mình là cái như tiêu, khó thành tựu cuộc đời tu dữ lắm. Nên bất cứ một người tu nào của chúng ta cũng tập buông ra. Càng buông thì càng có trí tuệ đi, buông đúng nơi đúng chỗ. Và nắm đúng nơi đúng chỗ. Chứ đừng có tập mà có người mình không biết đủ. Và giữa con người đến với con người, mình là người biết tu tập cái tính này vậy. Thật thà nhiều chút. Sống với nhau thật thà, đến với nhau đi. Từ từ rồi mình cũng cảm hóa người ta. Còn người ta không thiệt thà với mình thôi kệ, mình cứ nhiệt tình lo cho người ta đi. Giống như Đại Lão Hòa Thượng Không có một đoạn ngày giảng, ngày nói: năm xưa khi tôi giảng dạy lớp học hè, tôi nghĩ rằng mình có được thời gian đó giúp cho các cháu hiểu thêm về giáo lý trong nhà Phật và nhận thức được cái nhân sinh sống, nên giảng dạy trong dịp hè các cháu. Tôi cũng không ngờ sau này khi tôi đi qua Mỹ chân ước chân ráo, thì cái nhóm sinh viên mà tôi dạy, các cháu bây giờ có gia đình, có địa vị xã hội, làm ăn ở bên những cái tiểu bang bên Mỹ rất là đông. Thì cái ân tình nhân duyên ngày xưa đó, bây giờ các cháu là hộ trì tôi, giúp đỡ khi mới qua Mỹ. Và tự nhiên không người nói rằng rõ ràng mình gieo cái nhân mình cũng không cần báo đáp, nhưng cái quả nó là tương đồng. Nó gọi là nhân quả tương đồng. Nên tất cả chúng ta đến với nhau nên tập chân thật, hết lòng nhiệt tình. Những đứa cảm giác rằng mình đi tu mình rất là vui, mình rất là an lạc, chỉ ngay cái chỗ là đối với tình cảm con người những đứa không thiếu. Càng tu rồi những đứa mở cái tình cảm con người rộng ra đến mức mà mình không có còn suy nghĩ cái chuyện gì tổn thất đến mình. Như trong Ngôi Tam Bảo, mình thấy người ta được ở trong chùa, kiên nhẫn ở trong chùa, có niềm vui trong chùa là mình thấy mừng lắm à. Thấy rất là mừng. Vì cái cuộc đời xã hội nó cơm ăn áo bận, cuộc sống dao đảo, khó có được những thời gian mà mình lắng động tâm. Nên khi hàng Phật tử mà đi vô trong chùa, những đức thường khuyên: bây giờ ở đây mình như một ngôi nhà chung, về đây mình cùng sống với nhau, có người đứng ra sắp xếp lo chứ. Từ cơm ăn áo bận cuộc sống hàng ngày, chùa chiền thì hòa thượng ngày say, thì giờ mình đi vào trong chùa mà được cái duyên gì. Trong thời gian mình ở đây mình buông xuống vạn duyên, buông hết. Buông hết đây là gọi là mình đừng suy nghĩ đến dòng gió, chuyện này chuyện nọ, chuyện nhà, bận tâm chuyện chồng chuyện con, chuyện vợ chuyện con gì đó, công ăn việc làm, đừng có để ý đến nữa. Trong thời gian ở đây tập vậy đó, mình tập vậy thì mình cảm thấy mình tự tại, mình vui. Còn mình vào trong chùa thì mình có theo quy củ nhà chùa, sáng nào những đứa cũng ngồi ăn cơm nói chuyện. Cái gì mình không hiểu mình trực tiếp để mình hỏi, trực tiếp người trên luôn. Hỏi rõ ràng tại nhân sự đây những đứa sắp xếp, lo lắng sắp xếp việc này việc kia chứ. Cứ hỏi trực tiếp luôn đi, việc đó việc gì con làm được hay không.
hỏi trực tiếp, đừng để nó lâu ngày thành bệnh. Có những việc nhỏ mà mình cởi mở liền thì nó nhẹ lắm, còn có những việc mà mình để cho nó lâu thì nó nặng vô cùng. Tập đi quý vị. Chúng ta đến thế gian này chỉ mấy chục năm ngắn ngủi thôi. Có khi bữa nay chúng ta được ngồi đây để chia sẻ Phật Pháp, ngày mai không biết chúng ta còn ở bên nhau hay không. Tại sao những giây phút của cuộc đời của người chúng ta không chân thật quý vị? Những đức thích nhất là đến với nhau chân thật. Mình đến với cái người mà họ có nhiều cách này cách nọ đến với mình cảm thấy bất an quý vị. Đến với họ rồi tự nhiên mình cũng bị lai luôn. Thí dụ như những đức mà gặp người nào mà người ta mà cởi mở hết lòng hết dạ nhau, những đức không có bao giờ mà nghĩ ngợi gì cho nó mệt. Tại vì mình biết cái nghĩ ngợi về một con người nó cũng mệt mỏi. Nên những đức hướng dẫn để chúng trong chùa mình tập sống nhiệt tình đi. Nhiệt tình đừng sợ thiệt thòi. Tập từ từ nó mới phát được cái tâm đó. Nhiệt tình đừng sợ thiệt thòi. Thiệt thòi đừng nên tức tối. Tại vì nhiệt tình đừng sợ thiệt thòi thì hiểu thiệt thòi là phúc, mà mình thiệt thòi thì tức tối là mình sai, hiểu không? Nên ở đây như một cái căn nhà chung, đến cảm thấy ấm áp vô cùng dù mình ở chật chội. Nên những đức nói rằng mình đi tu mình cảm thấy vui vì cái tình cảm với con người, mình đến với con người mới cảm thấy bình an quá. Chúng ta đến với nhau rất là thương nhau và quý nhau, giúp đỡ nhau trong cái cuộc đời mà mình gặp nhau ở đây, cảm thấy nó vui vô cùng, nó bình an vô cùng. Thật sự mà nói, những đức không có tâm hại người khác, nên cái tâm con người mình nó thoải mái lắm. Đến với thế gian này mang cái thân giả tạm này, sớm muộn gì chúng ta cũng chết một lần. Nếu như mỗi ngày chúng ta mang một cái tâm nhiều thủ đoạn quá, mình là người tu cầu giải thoát, nhẹ chằn cảnh một phần thì tăng thêm một phần sanh cực lạc, nặng cái chằn cảnh một phần thì chúng ta sẽ trở ngại việc giảng sanh một phần. Nên tập làm sao mà đối với cái thế giới cực lạc mình hướng về cho nó mạnh, thì cái góc độ ở thế gian nhìn thấu buông xuống nhiều. Tại vì cõi trần này nó nhiều cái mà nó khổ đau quá, nó là phù du ảo ảnh quá, nó là vô thường và giả tạm quá. Hôm nay chúng ta thấy người này, có khi ngày mai người này đã chết rồi. Có gì là thật đâu. Có khi chúng ta tạo ra một cơ ngơ gì lớn lao trong cuộc đời, có những người xã hội nó tạo những sự nghiệp lớn vô cùng. Như đất nước chúng ta có những người giàu, thiệt là giàu. Họ một hai đứa con, họ giàu vô cùng, họ được cái tiếng tâm là một người giàu, một vị đại gia giàu sang. Bởi vì nhìn có những người giàu sang như vậy, có khi tiền hại mình, danh hại mình, nó quay ngược lại đối với mình. Có tiền của có khi mình làm những việc cho là thiện, nhưng do không hiểu đạo nên nó bị chấp vào cái thiện nặng, nghĩ rằng mình là người làm nhiều việc tốt quá nên không ai bằng mình. Có cái nghĩ như vậy thì ai chỉ cần đụng chạm đến mình cái là tức tối lắm. Tại vì tạo ra một cái danh quá nặng đối với mình. Cái danh và cái ngã đối với cái ta mình nó lớn quá, nên nghĩ rằng không ai làm gì được mình vì mình quá có tiền nhiều. Có một cái ỷ lại như vậy thì con người thế nào cũng gặp nạn. Chúng ta đến với cái thế gian này, biết người biết ta thì mình tồn tại. Nên tập có một lối sống chân thật, nhiệt tình. Những đức bây giờ lo cho đại chúng, hàng Phật tử khắp nơi nơi biết nhau cũng rất là nhiều, đông vô cùng. Nhưng những đức không muốn tạo ra cái đầu mối để chúng ta về sau trở mặt hoặc là nghịch duyên với nhau.
Nên đối với hàng Phật tử từ phương xa, chúng ta dù không ở gần nhau nhưng hướng về nhau để cầu sanh cực lạc. Ngày nào những đức cũng đáp lại tình quý vị bằng cách là những đức chia sẻ tịnh độ nhiệt tình. Có những khi trong một năm một hai lần cũng là cảm xúc hoặc bệnh đau một chút, nhưng những đức ngồi được, những đức vẫn chia sẻ với quý vị. Có khi tiếng bị khang chút gì cũng nói chuyện với quý vị. Đây gọi là đáp lại tình nhau quá đặc biệt rồi. Tuy chúng ta không gần gũi nhau nhiều nhưng mà chúng ta khuyên nhau niệm Phật cầu sanh cực lạc. Điều này quý lắm quý vị. Rồi có những vị tuy vài năm nghe mình nói chuyện rồi có dịp đến chùa, như phái đoàn Đắk Lắk, cô đến chùa cô cảm thấy vui vô cùng và xúc động khi chỉ nghe thôi, bây giờ đến mới thấy trực tiếp. Tình người rất quan trọng. Những đức nói với người trong chùa mình, niềm vui lớn nhất của chúng ta là nhiệt tình hết lòng đối với hàng Phật tử gì chùa. Những đức cũng sắp xếp tạo điều kiện nhân duyên cho người trong chùa mình tu có được những ngày tháng bình yên lắm. Đối với các cô các chú mình còn trẻ, những đức cũng hiểu cách sống lắm quý vị. Vì những đức là một thanh niên mà xã hội là những đức cũng hiểu biết lắm. Nên đối với cái chuyện mình vui muốn người khác vui, mình ăn muốn người khác ăn, mình bận đẹp muốn người khác bận đẹp, chuyện này những đức hiểu, hiểu lắm quý vị. Rất là mở rộng về những điểm này. Người ta phục vụ tam bảo mà, những đức phục vụ người ta là chuyện bình thường. Cảm thấy mừng vô cùng khi mình phục vụ người khác. Mình không có tính toán so đo giữa con người đến với con người. Nếu không biết đạo dù là thăng bằng quyến thuộc cũng là so đo tính toán. Tại sao cả cuộc đời con người chúng ta cứ mãi chạy theo những cái hư danh như vậy làm chi? Tại sao chúng ta không sống như ngày tháng cho nó tự tại, thật thà nhiệt tình nhau đi quý vị. Những đức nó thật sự đối với cái tính của những đức, dùng tiền muốn được, dùng danh muốn được, dùng nhiều thứ khác muốn được, dùng cái gì mua được, dùng tình người mua được. Người chỉ cần đến những đức hết lòng, những đức sẽ bỏ mạng vì người đó. Nhưng những đức cũng có cái tính quay ngược lại là không thật thà thì sẽ đoạn duyên. Vì mình sống với người mà không thật thà cảm thấy bất an. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chúng ta muốn gần nhiều ngọn đèn, gần những con người dù là ít học, đơn giản, bình dị, nhưng mà chúng ta thật thà đến với nhau. Những đức thấy rằng là những đức kết duyên với người mù đông như vậy, người tật nguyền đông như vậy, nhiều người già đông như vậy, những đức rất là thoải mái. Vì sao? Vì không ai đi tranh giành với mình với những người này. Đại gia giàu sang người ta còn tranh cạnh. Ông đó được nhiều người hỗ trợ, hộ trì, người giàu sang, đại gia được không? Ít có ai đi giành những người mù, những người tật nguyền, những người già cả quý vị. Nhưng những người này họ lại chịu niệm Phật, đến với họ cảm thấy cũng vui. Chương trình thứ 7 đợt này khiếm thị chắc rất là đông. Những đức tổ chức chương trình thường khuyên hàng Phật tử dự những chương trình có ý nghĩa. Chương trình khiếm thị là một chương trình vô cùng có ý nghĩa. Ý nghĩa về một cái tư tưởng về nhân sinh, về giữa con người với con người. Con người thương con người là một nếp sống đẹp. Thí dụ như bây giờ người ta bỏ công ra cho cuộc đời, cho xã hội, người ta mang thân tật nguyền vì đất nước, vì nhân dân, chúng ta đáp lại lòng người ta bằng một cái sự quan tâm. Mỗi năm những con người đó được ngồi những hàng ghế danh dự, họ đã vì đất nước mà hy sinh. Cũng như mỗi năm đến ngày lễ thì có những cái đoạn văn để đọc lên tán dương những người đã nằm xuống vì nhân dân, vì đất nước. Thì giữa con người đến với con người
đáp lại lòng nhau bằng cái tình con người. Hay lắm. Mình mà thừa về cái đạo làm người, thừa về cái tình cảm đối với con người, thì quý vị đi đâu cũng có con người bên cạnh. Người nào cũng yêu thương quý vị. Tại vì sao? Vì người ta cảm thấy bên cạnh mình người ta an tâm, bình yên. Mình không có ác ý. Nhân đức dù còn là người phàm phu, còn sai, nhưng đối với con người mình muốn cố gắng thương con người. Mình thấy mình thương con người là mình vui liền quý vị. Mình thương con người là tức khắc mình thấy mình an liền. Mình giúp con người là thấy mình an liền. Nên khi hộ niệm cho con người, đừng có lo sợ gì hết. Vì mình lo sợ khi hộ niệm cho người ta, thì đến mình người ta cũng lo sợ. Thí dụ như lúc mình bệnh đau đi, có những người đến quan tâm mình cảm thấy cũng vui chứ. Người ta ngồi ta niệm Phật cho mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Nếu như mình bệnh đau mà nằm chơi chọi, khi chết đi nằm lạnh lẽo, quý vị cảm thấy thảm thương quý vị. Thảm thương chứ. Nên quý vị đáp người ta làm sao thì người ta đáp quý vị làm gì à. Mình đến với người ta làm sao người ta đến với mình vậy nhá. Tại sao mình không đến bằng một cái tâm chân thật, nhiệt tình? Nên thời gian Nhật Đức đi tu cũng không bao lâu, nhưng về cái đạo làm người, những Đức nhận thức rằng chúng ta học Phật không phải đem Phật Pháp để trở thành khéo léo, không phải đem văn tự của Phật Pháp để trở thành người mưu mẹo, không phải đó quý vị. Học Phật vậy là không đúng rồi, sai. Càng học Phật thì càng trở thành người chân thật, nhiệt tình. Và càng học Phật thì càng trở thành người đơn giản, bình dị. Bình thường là đạo, không có gì cao xa cả. Ta quý trọng mình là quý trọng mình, kính trọng mình là kính trọng mình. Chúng ta không cần áp đặt, không cần cái danh gì nặng nề quá. Ta đã quý trọng mình thì người ta thương yêu là giúp đỡ, chung tay. Nên Nhà Đức nói với tất cả anh em trong chùa, những việc tốt ở trong chùa mình phục vụ đại chúng nhiệt tình đi. Đừng có sợ cái chuyện tổn thất mình, đừng có lo những việc vu vơ khác, đừng có nghĩ người này làm nhiều, người kia làm ít, đừng có quan tâm. Việc mình cứ chân thật, đúng với khả năng mình làm đi. Vì cái ngăn phản của thời gian, ngăn phản để làm được của mình nó không có nhiều. Tại sao mình để cho nó luống qua uổng quá? Đừng có để những ngày tháng luống qua cái thời gian mà được làm thiện làm tốt. Hàm Phật tử à, cuộc đời có người chúng ta tiền bạc vật chất có nhiều đi chăng nữa mình cũng không có cầm theo được. Đối với những chương trình người mù, đây là ý nghĩa vô cùng. Rồi những Đức chuẩn bị tổ chức lại Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày. Đây là một chương trình hy hữu lắm. Quý vị nên nhận thức cho thật kỹ. Chương trình này quý vị đến quý vị tu, đó là kết duyên với bao nhiêu con người, chứ không phải chuyện đơn giản. Trừ khi quý vị không đi được ở phương xa, mà mình lại cá nhân. Quý vị nhớ mình là người học Phật, học có lâu cỡ nào đi chăng, nhưng mình đến một cái nơi đơn giản, mình hòa nhập được với người ta. Mình ăn cơm, mình ngồi dưới đất ăn cơm cùng giống người ta. Mình ngủ tập thể cùng ngủ với người ta. Mình nói những văn tự đơn giản bình dị. Mình giúp đỡ những người mới đến với Phật Pháp. Càng học lâu thì càng trở thành người bình dị. Đừng có càng học lâu mà mình ra vẻ này ra vẻ kia, nói những chuyện cao xa, cho rằng mình phi phàm. Đừng nên như vậy. Nên chương trình lại Bồ Tát Quán Thế Âm 3 ngày là một chương trình hy hữu. Từ xưa đến nay quý vị chưa từng thấy. 3 ngày lại 1.500 danh hiệu. Chúng ta đã làm được một lần 19 tháng 2 à. Bây giờ tới 19 tháng 6 năm nay. Chân thật nhiệt tình niệm niệm vì người, cầu cho quốc thái dân an, cầu cho kiếp nạn được hóa giải, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh nghe được Phật Pháp, tiếp nhận Phật Pháp, nhất là Pháp môn Tịnh Độ, tu hành để cầu giải thoát. Quá quý quý vị à. Nên chương trình này là một chương trình cực kỳ hy hữu. Nên tất cả Phật tử khắp nơi nơi nên hưởng ứng cái chương trình này. Tất cả những phái đoàn, quý vị có thích những đức hay không thích những đức gì, quý vị phải nhớ rằng cái chương trình này là chương trình của công chúng, chứ không phải là cá nhân những đức. Những đức chỉ là người đứng ra để xướng lại và nhắc nhở người ta lại thôi, chứ không có cá nhân ai cả. Chúng ta nên phát động cái chương trình tu. Bây giờ quý vị thấy rằng chúng ta hướng dẫn tịnh độ từng nhà,
Nhiều gia đình đã có thời khóa tu sáng tối, mỗi ngày được nghe pháp gầy dựng tín nguyện, người niệm Phật không sợ chết. Rất nhiều người đó rèn luyện được như vậy. Dù mình còn trẻ, mình đừng có đặt vấn đề chúng ta bệnh đau chúng ta chết rồi gia đình con cái thì sao. Chúng ta còn sống thì cố gắng đi. Còn khi chúng ta chết rồi là trách nhiệm chúng ta đã sống rồi, chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên. Nhưng Đức từng nói câu này nhiều lần đối với người làm cha làm mẹ, đối gia đình, đối sự nghiệp. Cái vị đừng có nên đem để lên vai, để lên vai là sai rồi. Làm thì phải có tính, làm thì phải có nhiệt tình, nhưng không phải những việc đó để lên vai. Để lên vai là sai rồi, để đi gánh đi là sai rồi. Làm là nhiệt tình làm lúc đó, khi ngưng làm thì để xuống lại, tới làm thì cầm lên làm, làm xong rồi để xuống lại. Đúng rồi, giúp người thì cũng vậy, nhiệt tình hết lòng. Nhưng người không nghe thì giống như cầm lên được để xuống được. Đừng nên gánh trên vai quý vị. Nhưng Đức mong mình cũng là người rèn được những điểm này để sống. Nhưng được một phần nào đó nên có niềm vui nhiều. Học Phật có nhiều niềm vui. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi đi về chùa mình ở đây tu một tuần, hai tuần, ba tuần, tháng, hai tháng, năm, hai năm, cả cuộc đời. Chúng ta nên tập quý vị. Chúng ta nên tập sống cởi mở, tập sống phấn chấn. Đừng bao giờ thất vọng bất cứ sự việc gì trong cuộc đời này. Thất vọng và tuyệt vọng đó là không có cơ hội để vượt lên chính mình. Có người thường thất vọng và tuyệt vọng thì giống như nằm ì khi bị té. Chúng ta nên khoắn trắng lên để sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Nên tất cả những người ở trong chùa mình nên tập cái lối sống nhiệt tình, hết lòng, niệm niệm vì người. Niệm Phật cũng là nhiệt tình, làm việc vì người cũng nhiệt tình. Đừng có so đo tính toán, đừng có nghĩ rằng bây giờ niệm Phật là tốt nhất, tôi chỉ muốn niệm Phật không muốn làm gì. Không lẽ bây giờ chúng ta là một con người, cái lựa cái gì ngon thì dùng, còn cái gì dở để cho người ta, quý vị có lương tâm coi được không quý vị? Chúng ta phải chung đạo nên Phật mới dạy là tu phước huệ sống tốt. Phước là chúng ta có thể có sức khỏe, làm công quả nhiệt tình hết lòng để gầy dựng cái cảnh giới mà mình đang ở được bình yên. Đó là phước. Huệ, huệ là chúng ta niệm Phật dụng công tu, nhìn thấu buông xuống, đó là trí huệ. Thì nhờ cái phước nó gầy dựng cảnh giới là chủ tâm, rồi chủ tâm niệm Phật rồi mới sanh trí huệ. Tu như vậy thì nó giúp cho mình bồ đề tâm kiên cố lâu dài. Còn mình tu mà mình rong ruổi, mình phan duyên, mình làm việc thiện cũng bị nặng nề, để lên vai vác đi. Làm việc thiện xong rồi cứ để lên vai vác đi, như vua Lương Võ Đế. Dù làm bao nhiêu việc thiện, xuất gia cho nhiều người, xây chùa nhiều, nhiều chùa, ai mà làm được như vua Lương Võ Đế không? Vì mà tổ sư Đạt Ma nói rằng ông không có một chút công đức nào. Ông không có một chút công đức nào hết là vì do tại ông. Tại ông làm việc thiện mà ông đặt vấn đề nặng nề, ông dính mắc. Ông làm xong rồi ông cứ đặt cái danh vào đó. Ta làm, ta là số 1, ta là dữ nhất, không ai bằng ta. Nên cuối cùng do cái tâm ông như vậy mà không có một chút công đức nào. Phước báo thì dày mà công đức thì không có. Là do làm mà cứ để lên vai vác đi. Làm rồi dính mắc, tạo ra rồi dính mắt, không buông xuống được. Nên đại lão ở Tự Tịnh Không ngày giảng ngày nói rằng nhìn thấu buông xuống là trí huệ chân thật. Bây giờ quý vị làm việc giúp cho con người, quý vị lo cho con người đi chăng nữa, nhưng đây là một cái việc đủ duyên thì làm tốt. Còn nếu như bị câu thúc và nặng nề phiền não thì quý vị nên tránh ra. Không ai bắt buộc mình những việc mà mình không muốn làm cả, hiểu không? Chúng ta sống trong cuộc đời này làm những việc mà mình có thể chấp nhận và chịu làm. Chúng ta lớn rồi, không ai bắt buộc được chúng ta. Chúng ta có quyền quyết định tất cả những việc gì mình không muốn làm. Như vậy thì vô cùng là tự tại vui vẻ. Nhưng một cái việc thiện, một việc tốt, gặp được một con người có tâm quyết, đó là việc mừng vô cùng trong cuộc đời mình. Những đức đi tu, ban đầu cũng gặp người tâm quyết. Lần thứ hai những đức cũng gặp người tâm quyết. Nhưng những đức phải rèn chính mình, tâm quyết phải buông xuống luôn, gọi là chọn hết bổn phận, thành bại tùy duyên, thì con đường tu mình nó mới có kết quả thật sự. Nên mong tất cả những người làm việc thiện, việc tốt giúp người,
Nhưng đừng tạo ra sự phiền não cho chính mình. Dù có bực bội gì, nên suy nghĩ kỹ ra để buông xuống. Đó là trí huệ chân thật. Tu hành là mục tiêu giải thoát. Mắt đi tâm giải thoát thì tu hành cái gì? Nếu như tu hành mà không có chút xíu gì giải thoát thì thua rồi. Cái hương vị của pháp lạc là gì? Là giải thoát. Giải là hiểu được cuộc đời vô thường, giả tạm. Thân này còn bỏ mình, thoát là những thứ đó mình buông được rồi, thì chúng ta không còn bị nó buộc ràng, nên là thoát được cái khổ đau. Nên tu hành mục tiêu gây dựng giải thoát cho cực kỳ mạnh. Gây dựng giải thoát ngay chỗ nào? Niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Lúc nào cũng đeo cái máy niệm Phật. Tất cả đại chúng trong chùa, những đức tặng cho cái máy niệm Phật chỉ bị rõ ràng, khắp nơi nơi cũng nhớ. Những đức cũng làm như vậy, siêng năng niệm Phật. Quý vị phải nhớ, dạy người ta niệm một câu ai với đạo Phật, phước báo lớn hơn là đem bảy báo cúng dường. Nhiệt tình đi, hết lòng đi, đại chúng cứ chân thật đi. Người trên chân thật làm, mình cùng chung tay hết lòng hết dạ. Hà Phật tử chúng ta chung tay nhiệt tình, hết lòng hết dạ để tu phước tu duyên trong cuộc đời này. Những điều chia sẻ này mong rằng mọi người chúng ta phát khởi tín tâm, nhiệt tình cùng chung tay tu phước tu duyên, niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc, quý vị. Chúc quý vị an lạc, chúc quý vị sống luôn luôn có ý nghĩa trong cuộc đời, đoạn ác tu thiện, để khi cuối cuộc đời mình đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.